Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhân tiện là em có dịch lên thành phố Lào Cai, chuyển ít quất lên đấy, thì em sẽ quay chợ quất hoa cây cảnh ở thành phố Lào Cai cho mọi người cùng ngắm. Đấy các bạn xem là đường phố đêm thành phố rất là đẹp. Đây là những sạp lan, rất là nhiều lan đẹp. Tha hồ các bạn lựa chọn. Các bạn xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho Đặng Tùng Channel nhé. Để Đặng Tùng Channel sẽ ra nhiều video hay để cho mọi người cùng xem. Sau mưa thì mọi người lại tấp nập đi ngắm cảnh, chiêm ngưỡng những cây cảnh, cây hoa của mọi miền Tổ quốc mang về đây để bán. Quất của Hưng Yên mình chuyển lên này. Đấy các bạn ạ, những chùm quất rất đẹp. Quay ngay. Đây là quất của tứ niên đấy các bạn ạ. Qua đây thì mình cũng xin chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn xem video nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Đấy các bạn xem này, những lò giỏ lan thật tuyệt vời. Càng ngày nữa là... Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.
Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá.